Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Nóng Việt. Chúc quý khán giả có những phút giây trải nghiệm thật thú vị và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng đến với những tin tức về thế giới showbiz nổi bật nhất trong ngày. Chàng trai hẹn hò với ả nữ nhà đại gia Minh Nhựa phải giàu và ngầu cỡ nào? Đây là câu trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, nếu so về độ giàu có sang chảnh thì bạn trai của Joyce Phạm cũng không thua cô nàng Ly nào đâu. Cha sinh gái đẹp luôn có sức hút vô cùng lớn, vậy còn cha sinh gái đẹp cộng thêm giàu có thì sao? Đương nhiên lại càng được ủng hộ hơn. Không chỉ vậy, dân tình còn rất tò mò về cuộc sống sang chảnh rát vàng cũng như những món đồ mà thường mua sắm. Mới đây, sau khi lộ bức ảnh tạo dáng cool ngầu bên siêu xe 80 tỷ Pagani Huayra và dàn giày sneaker đắt đỏ, profile khủng của con gái đại gia Minh Nhựa, Phạm Trần Nguyễn Minh Anh Joyce Phạm đã bị lộ ra. Nhiều người suýt xoa khen ngợi cô bạn vì nhan sắc xinh đẹp, tài kinh doanh thừa hưởng từ bố. Nhà nhà thắc mắc về đời sống tình cảm của hot girl này. Tính ra năm nay, Joyce Phạm đã 20 tuổi, kiểu gì mà chả yêu ai. Trên trang Instagram của mình, ai nữ nhà nhựa Long Thành không ngần ngại úp ảnh tình tứ với bạn trai Tâm Nguyễn. Được biết, mối quan hệ này cũng đã kéo dài tầm 4 đến 5 năm và từng có thời gian đứt quãng khi cô bạn sinh năm 2000 đi du học tại Mỹ. Hiện tại, couple siêu cấp đáng yêu này đang cùng gầy dựng công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Ngoài đam mê sưu tầm giày hiệu và đồ chơi mô hình, Beer Brick, cả Joyce Phạm và người yêu Tâm Nguyễn cùng thích đi du lịch và khám phá đó đây, lúc thì đi trong nước như Đà Lạt, lúc lại thấy họ úp ảnh cool ngầu ở Thái Lan, đúng là yêu đương kiểu rich kid, vừa lại tình, vừa lại sang chảnh, khiến dân tình nhìn vào cứ phải ghen tị muốn xỉu. Nhiều chi tiết cho thấy, anh bạn trai Tâm Nguyễn của Joyce Phạm rất được lòng bố mẹ cô nàng. Vào những ngày lễ khai trương cửa hàng thời trang, đại diện phụ huynh còn gửi hoa tặng kèm lời nhắn. Chúc vợ chồng con khai trương hồng phát, yêu đương rồi cùng nhau kinh doanh tiến tới như thế này, thì bảo sao không được cưng chứ. Đẳng cấp con gái đại gia Minh Nhựa, 20 tuổi, tự sắm túi Chanel, hơn 100 triệu. Khoe nhẹ siêu xe và giày hiệu cũng đủ nổi khắp Instagram. Quý vị và các bạn thân mến, được biết cô bạn Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, 20 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối và còn có khả năng kinh doanh di truyền từ bố. Instagram Việt dạo gần đây xôn xao với bức ảnh girl xinh tạo dáng cool ngầu bên chiếc siêu xe 80 tỷ Pagani Huayra, xung quanh là cả dàn giày hiệu. Một đôi thôi cũng là ao ước của nhiều bạn trẻ, đằng này cô gái này trong bức ảnh xịn sò có hẳn một bộ sưu tập lận. Khỏi phải nói, danh tính gương sinh này đã được truy lùng ráo riết, hỏi ra mới biết đây chính là con gái rượu của đại gia Minh Nhựa, phó tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành, cũng là người hiện nắm trong tay nhiều xế khủng nhất thế giới như Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago, Ferrari 485 Italia và mới nhất là Lamborghini Aventador, LP704, Rolls-Royce Ghost và Rolls-Royce Phantom. Ngoài tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, con gái đại gia Minh Nhựa còn biết đến với nickname Joyce Phạm, mới 20 tuổi, nhưng con gái đại gia có thu nhập riêng bằng việc kinh doanh thời trang và làm mẫu lookbook. Mới cách đây 2 ngày, Minh Anh còn khai trương cả cửa hàng đầu tiên nằm trên một con phố sầm uất của quận 1. Cô bạn cho biết mình có đam mê mãnh liệt với quần áo, gấu mô hình Beer Brick Sneaker. Tính xương xương trong tủ Minh Anh sở hữu tầm 100 đôi, nhưng đó chưa phải là tất cả vì còn có khá nhiều hành lý cô bạn chưa mang về Việt Nam kể từ khi quyết định chuyển từ đại học ở Mỹ về đại học trong nước. Minh Anh cho biết dù gia đình có điều kiện tốt nhưng bản thân đã có thể kiếm tiền chi tiêu. Thậm chí cách đây không lâu cô bạn tự thưởng cho mình chiếc túi Chanel trị giá 5.000 đô la Mỹ, xấp xỉ 115 triệu, một con số không hề nhỏ. Con gái đại gia nên cũng có sở hữu không giống người thường. Khi nghe một món đồ nào là hàng sản xuất có giới hạn, mỗi mẫu chỉ 2-3 chiếc thì Minh Anh nhất định sẽ chút hết hầu bao để mua, ví như chiếc túi hơn cả 100 triệu kia. Choáng với tài sản và gia thế của Minh Nhựa. Quý vị thính giả thân mến, 2 năm trước dư luận được một phen choáng váng về sự kiện dàn siêu xe đình đám như Lamborghini Aventador vàng và cam, Ferrari 458 Ý đã tụ họp trên đường Cửu Long, quận 10 để tham dự sinh nhật Minh Nhựa, tay chơi siêu xe đẳng cấp hơn cả cường đô la. Nhắc đến siêu xe tại Việt Nam, những tín đồ trong giới không ai không biết đến tiếng tăm của đại gia sinh năm 1983, Phạm Trần Nhật Minh. Về thú chơi siêu xe của đại gia này, anh sở hữu những model siêu xe khủng mang tầm thế giới. Trong số hơn chục chiếc xe mà anh sở hữu, đã có đến 4 chiếc siêu xe và 2 chiếc siêu sang.
và 4 chiếc siêu xe của anh cũng thuộc hàng hot nhất thế giới: Bugatti Veyron, Lamborghini, Murcielago, LP 6704 SV, Ferrari 485 Ý và mới nhất là Lamborghini Aventador LP 7004. Ngoài ra anh còn sở hữu 2 chiếc Rolls-Royce và 1 Ghost và 1 Phantom. Trong việc di chuyển hàng ngày, Minh Nhựa chuộng những tên tuổi bình thường như BMW, Mercedes-Benz hay Mini. Anh hay sử dụng chiếc BMW 650i đời mới nhất để đi làm hoặc giao dịch với đối tác. Chia sẻ với Vietnamnet, đại gia sinh năm 1983 tuy có tài xế riêng nhưng anh lại thường xuyên là người cầm lái. Đến nỗi mà nhiều lần anh còn bị nhầm là tài xế vì ăn mặc theo phong cách trẻ trung bụi bặm, trong khi tài xế của anh là lịch sự với quần tây áo sơ mi. Không như nhiều người chơi xe khác, trước khi nhập xe về Việt Nam, đại gia Minh Nhựa đều phải sang Mỹ lái thử, cái đã ưng thì mới tính đến chuyện đem về nhà, và hầu hết các mẫu xe trong gara của anh đều có xuất xứ từ Mỹ. Theo kiến thức, Minh Nhựa đang có ý định thành lập một địa điểm lý tưởng là nơi tập hợp các tín đồ mê siêu xe và chiêm ngưỡng những chiếc xe của mình. Địa điểm này sẽ hoạt động dưới dạng Car and Coffee Lodge, chào đón tất cả mọi người miễn là có chung một niềm đam mê. Đại gia Minh Nhựa học chuyên ngành ngoại thương của Đại học Hùng Vương. Thời gian đó, trong khi các cậu ấm cùng thời đều sang nước ngoài du học, thì thiếu gia này lại chọn ở lại Việt Nam để học tập. Vì là con một nên anh quyết tâm lập nghiệp gần gia đình. Tuy không đi du học nhưng khi cần những kiến thức cơ bản gì, dù có ở Mỹ hay bất cứ quốc gia tiên tiến nào, Nhật Minh cũng đều đăng ký và tham gia các khóa học đó. Sau vẻ ngoài là một tay chơi xe hàng đầu, đại gia sinh năm 1983 khiến người hâm mộ phải kinh ngạc về sự nghiêm túc với công việc khi anh còn là một CEO tài giỏi. Hiện tại anh đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất. Phạm Trần Nhật Minh cũng chính là người thừa kế của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Để nắm giữ vị trí này, Minh Nhựa đã từng bỏ vị trí quản lý để làm việc như một nhân viên thực thụ của Long Thành. Anh đề xuất với cha việc làm công nhân khuân phát nước. Trong lúc làm việc, có khi anh còn bị đồng nghiệp bỏ quên trên xe hàng cả tiếng đồng hồ. Sau công việc khuân phát, Nhật Minh phải trải qua tất cả các vị trí khác ở công ty trong thời gian khá dài. Có nơi ở 2 tháng, có nơi 3 tháng, có nơi đến 6 tháng và cũng có nơi chỉ ở 1 tháng. Ở mỗi phòng ban, anh đã học được những cái hay từ đồng nghiệp mình, đưa ra hướng nhìn nhận và cách quản lý tối ưu nhất, tiết kiệm nhất. Sau khi làm việc tại tất cả các phòng ban thì Nhật Minh mới chính thức nắm giữ vị trí quản lý doanh nghiệp. Tuy vậy, đại gia Sài Gòn đây lại khá kín tiếng trong việc tiết lộ gia sản, nên câu hỏi anh nắm bao nhiêu tài sản trong tay vẫn là một bí mật, nhưng chỉ nhìn bộ sưu tập siêu xe cũng đủ thấy tầm cỡ khối tài sản cũng mà Minh Nhựa nắm giữ. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những tin tức mới hấp dẫn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.